mừng quý vị các bạn đã đến với chương trình tư vấn trực tuyến cùng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Cúc Cúc. Với chủ đề hôm nay của chúng ta là về một vấn đề hết sức nóng bỏng và đang được dư luận hết sức quan tâm về dịch sốt xuất huyết đang bùng phát và trở thành đại dịch trong thời gian gần đây. Dịch sốt xuất huyết có rất là nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên trong giới hạn của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sốt xuất huyết do dengue gây ra và để có thể cung cấp cho mọi người những cái kiến thức cơ bản về cách phòng tránh cũng như là điều trị đúng cách về sốt xuất huyết thì chúng tôi đã mời đến chương trình ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Thành. Chào bác sĩ ạ, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình trực tuyến ngày hôm nay ạ. Và trước khi đi vào chương trình thì tôi muốn nhắc lại với quý vị khán giả là nếu như có bất cứ một thắc mắc nào xung quanh vấn đề mà chúng ta sẽ bàn luận ngày hôm nay thì quý vị các bạn có thể comment trực tiếp dưới cái video này để chúng tôi có thể giải đáp cho quý vị các bạn. Trước khi bắt đầu chương trình thì bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả cùng biết là cái nguyên nhân nào có thể gây ra dịch sốt xuất huyết ạ? Chúng ta biết là gần đây thì trong toàn quốc nổi lên một cái dịch sốt xuất huyết do virus đàn. Và dịch này là do virus đang ở Guinea. Thế là nó lây truyền qua mũi, nên là cái con gọi là mũi vằn, tên của nó là Aedes aegypti, và nó đốt thường vào ban ngày. Bệnh khởi phát đột ngột, sốt, đau đầu, có ban, có xuất huyết, máu khô và dễ gây sốc và có những biến chứng xuất huyết. Thế và cái phòng tránh nó là rất lưu ý. Thì chúng ta trọng tâm hôm nay chúng ta nói về sốt xuất huyết do virus. Tiếp theo thì bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả cùng biết là bệnh sốt xuất huyết thường có những triệu chứng như thế nào ạ? Chúng ta thấy là khi bị virus đang xâm nhập qua đường mũi truyền thì thường cái thời gian ủ bệnh trong vòng 1 đến 2 tuần. Thì sau đó thì khởi phát triệu chứng rất đột ngột, như sốt cao liên tục, đau đầu, đau hốc mắt, đau vùng thái dương, đau mỏi người. Sau đó thì sung huyết ở niêm mạc mắt, sung huyết ngoài da, rồi có ban và có các nó xuất huyết. Nó xét nghiệm chúng ta thấy là tiểu cầu sẽ giảm, máu khô và có thể có những biến chứng như xuất huyết và sốc tụt huyết áp. Vâng, vậy thì thưa bác sĩ là làm thế nào để chúng ta có thể chủ động phòng tránh dịch sốt xuất huyết này ạ? Việc phòng tránh sốt xuất huyết thì chúng ta biết rồi, trên phương tiện thông tin đại chúng đều thấy rằng do mũi chuyển sang, do vậy việc phòng chống mũi đốt là yếu tố quan trọng đầu tiên để tránh cái việc virus lây từ mũi do mũi chuyển sang người. Thế và các cái ổ mũi đều phải được xử lý tốt thì nó sẽ không có cái ổ mà mang cái có mũi để mà mang cái virus truyền sang. Thế là quan trọng nhất là tránh phòng tránh mũi. Hiện nay thì cháu đã thấy là có rất là nhiều bạn đang quan tâm và muốn đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Trong đó thì bạn Ly Thảo có hỏi là bác sĩ cho cháu hỏi làm thế nào để phân biệt sốt xuất huyết, sốt virus và sốt phát ban ạ? Thực ra thì cái thuật ngữ sốt xuất huyết là thường dùng chung cho tất cả những bệnh có sốt và có xuất huyết. Thế còn sốt xuất huyết do virus đăng thì nó có một bệnh cảnh riêng, do đó người ta có bệnh là sốt xuất huyết do virus đăng. Bệnh cảnh riêng của virus đó là gì? Sốt cao, đột ngột, sốt liên tục trong một số ngày, từ 2, 3 đến 5 ngày, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, có ban xuất huyết, ban có nốt xuất huyết, do đó những biến chứng xuất huyết ngoài da, xuất huyết nội tạng. Nếu xét nghiệm thấy có máu khô, tức là hematocrit nó cao, thế rồi tiểu cầu giảm, và hay xảy ra biến chứng là xuất huyết và sốc, tức là tụt huyết áp mạnh lên. Vâng, thì có bạn Hoa Trần muốn đặt câu hỏi với bác sĩ là bạn cháu bị sốt xuất huyết đã xuất viện nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi, vậy bạn ấy có khả năng lây nhiễm cho người khác không và phải phòng bệnh như thế nào ạ? Xin bác sĩ trả lời. Chúng ta thấy là virus đang được truyền từ mũi sang người, tức là mũi nó đốt cái người hay bệnh nhân đang mang virus, sau đó thì nó lại đốt sang người khác và nó lây truyền virus. Do vậy mà cái việc phòng tránh là ta ngăn cái việc virus mũi nó đốt vào người bệnh này, đó, và từ mũi đã đốt sang người lại. Thế thì thông thường ở giai đoạn ủ bệnh và giai đoạn đầu khởi phát của bệnh thì đấy là giai đoạn lây nhiễm nhiều nhất do mũi đốt máu, hút máu của cái người bệnh và lây sang. Thế còn bạn cháu thì đã ở giai đoạn nuôi bệnh thì lượng virus trong máu nó cũng còn nhiều, cho nên là cái tỷ lệ cái xác suất mà nó lây sang người khác nó ít hơn. Việc phòng tránh quan trọng là cho bạn cháu nằm bàn cách ly, không được cho nó mua đốt thì là mua nó sẽ không đốt được, đúng không? Thế là người khác thì chúng ta đã khỏe, chúng ta tránh cái con mũi vằn nọ nhé, đốt sang chúng ta. Còn đấy đặc biệt là đốt ban ngày, chứ trên ban đêm con lại không đốt được, chủ yếu là ban ngày hoặc là mỗi ngày. Thế nên là chúng ta lưu ý ban ngày ngủ không mắc màn cũng sẽ đốt, thế nên ta phòng tránh một cái. Vâng, bạn Hoa Trần thân mến, bạn đã nghe đến câu trả lời của bác Thành chưa ạ? Bạn nhớ là chăm sóc bạn mình và nếu mắc màn chắc khi đi ngủ bạn nhé.
Tiếp theo thì bạn Vân Vân có đặt câu hỏi là với bệnh sốt virus, khi hạ sốt thì có nghĩa là bệnh đã thuyên giảm, nhưng đối với sốt xuất huyết, lúc hạ sốt mới là lúc bệnh nguy hiểm. Xin hỏi bác sĩ là tại sao lại như vậy ạ? Như chúng ta thấy các sốt virus thông thường thì sau khi gây bệnh thì có giai đoạn toàn phát xong thì nó giai đoạn lùi bệnh và bệnh nhân sẽ ổn định dần. Riêng sốt xuất huyết thì điều đó lại khác. Tại sao nó khác vậy? Bản thân virus đằng nó có những cái độc tố nó gây giảm tiểu cầu, gây sốt kéo dài, gây tăng tính thấm thành mạch, thoát huyết tương. Cho nên vào những ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm mới là huyết tương nó thoát nhiều ở trong gian bào, máu bị khô. Và khi nó xuống rồi thì có giai đoạn đó là hay gây ra biến chứng. Những đầu tiên chúng thấy là có thể xuất huyết ngoài da hay nội tạng, đặc biệt là khi dạng máu khô mất cái khối lượng máu lưu hành nó gây vào sốc, và như thế là rất là nguy hiểm. Đây những sự khác biệt quan trọng mà khi chúng ta lưu ý được. Dạ, vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì bạn Ruby Trương có hỏi là cháu đã bị sốt xuất huyết một lần thì liệu có bị lại nữa không ạ? Chúng ta biết là virus đăng có 4 tiếp, đăng 1, đăng 2, đăng 3, đăng 4, viết tắt là D1, D2, D3 và D4. 4 tiếp này không có miễn dịch chung cho nhau, mặc dù nó có một ít miễn dịch chéo nhưng miễn dịch đó không cho bảo vệ. Cho nên khi mình nhiễm một tiếp đăng thì 3 tiếp khác vẫn có thể gây bệnh cho chúng ta được. Khi một người khỏe mạnh bình thường có thể bị đến 4 lần sốt xuất huyết bởi các tiếp khác nhau. Bạn Ruby cho thân mến, thì có nghĩa là bạn vẫn phải nên cẩn thận với cái dịch bệnh sốt xuất huyết ngày hôm nay ạ. Tiếp theo thì bạn To Còi có hỏi bác sĩ là sốt xuất huyết thì thường gây những biến chứng gì và các biến chứng này gây nguy hiểm như thế nào? Rồi, chúng ta đã nói một chút về biến chứng rồi. Thì đầu tiên là sốt thì gây khó chịu rồi. Thứ hai, sốt thì gây mất nước. Và thứ ba, nó làm cho cái máu nó khô. Và đặc biệt, nó làm tăng tính thấm thành mạch, cho nên cái dịch ở trong máu của chúng ta ấy, nó thấm qua thành mạch, nó chui vào gian bào, gây nên trạng thái là máu khô và giảm khối lượng máu lưu hành, gây tụt huyết áp. Thế và đặc biệt nó lại làm giảm tiểu cầu nữa. Thế cho nên là khi mà biến chứng của nó về đầu tiên chúng ta thấy là sốt huyết, thì thành mạch nó bị tổn thương, tiểu cầu nó bị giảm, cho nên sốt huyết. Sốt huyết nhẹ thì ở ngoài da. Ngoài da có thể những chấm xuất huyết, nốt xuất huyết, mảng xuất huyết, những cái bọc máu ngoài da, mà nặng nhất là xuất huyết nội tạng. Nội tạng thì bất cứ chỗ nào đều có thể xuất huyết được. Xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết vào đường sinh dục tiết niệu, có thể đi đái ra máu, có thể các cháu hay là các bạn nữ có thể kéo dài hành kinh hoặc hành kinh bất thường, mà có thể xuất huyết não gây những cơn đau đầu nghiêm trọng, co giật và hôn mê. Và đặc biệt một cái xuất huyết mà chúng tôi rất lo là xuất huyết tuyến thượng thận, một cái cơ quan mà duy trì huyết áp. Thì khi xuất huyết tuyến thượng thận thì rất nhanh chóng huyết áp bị tụt rất nhanh và cấp cứu rất là khó khăn và tỷ lệ tử vong cao. Và ngoài ra thì sốc mạch nhanh, huyết áp tụt và cũng gây có thể gây tử vong. Tiếp theo thì bạn Thu Hề Lê có đặt câu hỏi. Cháu được biết sốt xuất huyết thường khởi phát một cách đột ngột và tiến triển qua 3 giai đoạn là giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn phục hồi. Vậy khi nào thì đến giai đoạn nguy hiểm và biểu hiện của giai đoạn này là gì ạ? Ta thấy là sốt xuất huyết trong những ngày đầu thì thường sốt rất cao, bệnh nhân mệt mỏi, đau đầu. Tuy nhiên thì qua giai đoạn đó nó vào giai đoạn nhiệt độ hạ xuống, bệnh nhân có thể cảm thấy sẽ có thể hơn một chút dễ chịu được sốt nó hạ. Nhưng đây là giai đoạn nguy hiểm. Tại sao nó nguy hiểm? Vì sau một vài ngày sốt thì máu nó khô, mất dịch, hai mạch máu nó bị tổn thương, tăng tính thấm, và thứ ba nữa là cái tiểu cầu nó giảm. Nên vào những ngày đó là những ngày sốc xảy ra và những biến chứng như xuất huyết xảy ra. Và như vậy nó là giai đoạn thứ hai, từ ngày thứ 5, 3, 4, 5, 6, 7 là những ngày nguy hiểm, và giai đoạn đó là nguy hiểm nhất. Bạn Thu Hề Lê hãy cố gắng để có thể nhận biết được những dấu hiệu và có những cái biện pháp để trong cái giai đoạn nguy hiểm này nhé. Tiếp theo thì bạn Tạ Trung Kiên có đặt câu hỏi với bác sĩ là có phải truyền dịch là phương pháp tốt nhất để điều trị sốt xuất huyết không, và khi nào thì nên truyền dịch khi mắc sốt xuất huyết ạ? Ta đã biết là cái cơ chế hiện nay bệnh virus đang chưa có thuốc đặc trị, mà chúng ta điều trị đây là điều trị triệu chứng và điều trị cơ chế bệnh sinh. Do vậy khi bắt đầu chúng ta có nghi triệu chứng sốt huyết, việc đầu tiên là chống khô máu. Chống khô máu là làm gì? Chúng ta uống nhiều nước hoặc cái bột điện giải, chịu khó uống đi, chưa truyền dịch vội đâu nhé. Uống đến khi nào mà không thể uống được nữa, đi tiểu nó phải có nước tiểu tốt, tức là có ít nhất là hơn 1 lít một ngày, cả 2 lít một ngày thì mới đạt được yêu cầu của bù nước. Khi tôi uống nước tốt rồi thì ít khi biến chứng xảy ra, vì máu nó không khô thì cái triệu chứng sốc nó ít xảy ra. Còn khi mà uống mà ta cảm thấy khó hay vất vả nữa, huyết áp hay là cái máu nó khô, ta hematocrit nhé, cộng mình thì đến bệnh viện ta được kiểm tra cái hematocrit nó cao mà uống chưa đủ, thì rõ ràng chúng ta phải bù dịch, phải truyền dịch và điện giải để làm cho máu chống khô, và như vậy thì dự phòng được sốc. Bạn Nguyễn Nguyễn có hỏi là bệnh viện Thu Cúc thì hiện tại có điều trị sốt xuất huyết không ạ?
Tuy nhiên thì một bệnh viện nào, bất cứ bệnh viện nào đều phải điều trị hết. Vì ở đây cũng có rất nhiều các bác sĩ chuyên ngành rất giỏi về khoa điều trị sốt xuất huyết và sẵn sàng giúp hỗ trợ cho các bạn về điều trị sốt xuất huyết từ chẩn đoán đến điều trị và những cái hướng dẫn sau khi các bạn về. Cảm ơn bác sĩ ạ. Bạn Nguyễn Nguyễn thân mến, thì như bác sĩ đã giải đáp thì hiện nay bệnh viện Thu Cúc là địa chỉ tin cậy để điều trị sốt xuất huyết và bệnh viện cũng đã cấp cứu và tiếp nhận rất là nhiều ca trường hợp sốt xuất huyết trong năm nay nhé. Tiếp theo, bạn Tuệ Dương có đặt câu hỏi là bé trai nhà cháu mấy ngày nay bị sốt, đi khám thì bác sĩ bảo sốt xuất huyết, tuy nhiên không có triệu chứng sốt huyết dưới da. Thì tại sao lại như vậy ạ, bác sĩ? Chúng ta thấy thế này, thì rất nhiều các cái bé mà đến khám được chẩn đoán là sốt xuất huyết virus đang dựa vào các triệu chứng có sốt, có thể có bé có thể đau người quấy khóc, thế cũng có người bé thì chưa thấy virus xuất huyết ngoài da đâu, mà có khi không xuất huyết ngoài da mà có sốt huyết trong nội tạng. Việc chẩn đoán nó phải dựa trên các cái triệu chứng sau: có sốt cao này, không có triệu chứng đường hô hấp này, thứ hai là xét nghiệm máu sớm đánh giá virus đang dương tính, như vậy là chúng ta phải chẩn đoán. Khi đã chẩn đoán sốt xuất huyết đang rồi thì việc theo dõi là vô cùng quan trọng. Có những trường hợp bệnh nhi hay bệnh nhân không xuất huyết ngoài da mà có xuất huyết nội tạng, nên điều đó chúng ta đừng có chủ quan. Khi đã chẩn đoán chắc chắn rồi vẫn phải theo dõi cho các bé mà rất thận trọng, chủ yếu là bù nước điện giải cho các cháu đủ bằng đường uống, bằng đường truyền để tránh máu khô, để tránh tổn thương thành mạch tiếp theo, thì ta dự phòng những biến chứng sốt. Bạn Ngọc Bích Nguyễn có đặt câu hỏi là sốt xuất huyết có thể sử dụng thuốc hạ sốt paracetamol đúng không ạ? Ngoài ra có thể sử dụng loại thuốc hạ sốt nào nữa và loại thuốc nào thì cần tránh ạ, bác sĩ ạ? Chúng ta thấy rồi, việc hạ sốt trong các bệnh sốt virus nói chung và sốt do virus đang nói riêng là rất thận trọng. Người ta chỉ dùng khi bệnh nhân sốt cao từ 39-39 độ rưỡi trở lên mới được dùng thuốc. Còn lại ta phải sử dụng các biện pháp thông thường như đắp khăn lạnh hoặc là xoa nước ấm vân vân để hạn chế cái việc sử dụng thuốc, bởi vì thuốc hạ sốt nó có tác dụng của nó và nó có cái tác hại của nó. Trong cái thuốc hạ sốt được khuyến cáo hay dùng đó là nhóm paracetamol. Sở dĩ người ta dùng paracetamol vì nó ít ảnh hưởng đến tiểu cầu, ít ảnh hưởng đến thành mạch. Vì trong bệnh sốt huyết thì tiểu cầu giảm và thành mạch bị tổn thương, nên tất cả các thuốc nào ảnh hưởng đến tiểu cầu và ảnh hưởng đến thành mạch đều phải tránh. Như vậy thì paracetamol được phép dùng, nhưng phải lưu ý rằng đừng có dùng nhiều quá đối với người lớn, không nên quá 1000mg một ngày, tức là mỗi viên 500, tối đa ta dùng đến 2 viên thôi. Còn có ta phải kết hợp với các biện pháp hạ sốt khác an toàn hơn. Và một số thuốc phải tránh như hiện nay Bộ Y tế đã quy định, đặc biệt cấm này đúng hơn là aspirin và ibuprofen. Cái thuốc đó là thuốc nhóm hạ giảm trong chống viêm non-steroid, thì hai cái thuốc đó nó gây giảm tiểu cầu. Bởi vì khi mà sốt xuất huyết và tiểu cầu giảm mà chảy máu thì tiểu cầu là cái thành phần để mà cầm máu, mà mình lại dùng cái thuốc như aspirin nó chống cái ngừa tiểu cầu thì tỷ lệ xuất huyết rất nặng và rất khó điều trị và nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên phải nói là cấm chứ không nên, cấm dùng aspirin và ibuprofen trong hạ sốt sốt xuất huyết sốt huyết đăng để dự phòng tránh cái việc làm tăng cái quá trình nguy cơ chảy máu. Tiếp theo bạn Quỳnh Chi có hỏi là em cháu mang bầu và đang mắc sốt xuất huyết thì có làm sao không ạ? Có ảnh hưởng đến con không? Và phải làm như thế nào để bệnh nhanh khỏi hơn ạ? Thứ nhất thế này, tất cả các cái bệnh sốt do virus ít hay nhiều nó có ảnh hưởng đến thai nhi. Bởi vì sốt cho mẹ thì vì thai nhi cũng chịu ảnh hưởng. Bởi vì mẹ bị ảnh hưởng thì cái việc nuôi dưỡng hay cái cơn sốt nó có ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên thì có một những con loại virus như rubella thì nó hay gây quái thai thì mình lo. Còn cái virus sốt xuất huyết thì mình cũng theo dõi vậy thôi, chứ mình cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên thì điều trị tốt cho mẹ, tức là điều trị tốt cho em bé. Và khi điều trị tốt cho mẹ có nghĩa là gì? Sử dụng các thuốc không được ảnh hưởng đến em bé. Tránh tất cả những thuốc gì ảnh hưởng đến em bé, thì khi vào bệnh viện các bác sĩ người ta sẽ hướng dẫn những thuốc gì được dùng, có gì tránh phải dùng, tránh dùng để mẹ được mà các em bé cũng phải được. Bạn Linh Chi có hỏi là bệnh nhân sốt xuất huyết thì điều trị như thế nào và cần lưu ý gì trong chế độ ăn uống ạ? Ta thấy rồi, trong cái triệu chứng cơ chế bệnh sinh của nó đó là sốt, thoát huyết tương, giảm tiểu cầu, tổn thương thành mạch và có những hay có những biến chứng. Vậy thì việc đầu tiên các bạn trong chế độ ăn uống là uống đủ nước cho tôi nhé. Trong đó nước đó phải có nước điện giải, tâm dùng cái gói Orezon nhé, pha ra và uống thật đủ. Ngoài ra nước cam hay nước chanh đều rất tốt, đặc biệt là cam chu. Vì khi lượng vitamin C và tốt nhất là cái vitamin C2 hay gọi là lutein trong hoa hòe chúng ta hay có nhé,
cái trà ho hè hay có cái protein C2 ấy nhé, nó làm bền thành mạch thì tăng tăng cường uống cái nước đó, nước cam, nước chanh, nước hoa vè để đảm bảo tốt bù nước điện giải và bền thành mạch. Là chế độ ăn mà chế độ ăn có dinh dưỡng nhưng mà phải nhẹ thì uống ăn lỏng nhiều hơn, nước trái cây rất tốt, nước bưởi, nước cam được tốt cả. Thế và sau đó chế độ ăn súp, ăn cháo về những cái hải thường hay là chán ăn mà không muốn ăn, vậy thì không muốn ăn thì năng lượng thiếu, chúng ta phải cho những cái bù chất nấu cháo như cháo cá hồi, cháo gà vân vân, nhưng mà để dễ ăn uống, dễ hấp thụ. Bạn Nguyễn Na Hương có muốn hỏi bác sĩ là sau khi bị muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết đốt thì trong bao lâu sẽ phát bệnh và trong thời gian này thì có thể ngăn chặn bệnh được không ạ? Thứ nhất thế này, như phần đầu tôi có nói rồi, từ khi bị con muỗi nó đốt mất chừng khoảng 1 đến 2 tuần để virus số lượng ít nó nhân lên đủ số lượng cao để gây ra cơn sốt. Giai đoạn đầu tiên thì virus nó vào người nó ít cho nên nó phải vào một số cái tổ chức trong cơ thể mình rồi nó phát triển nó nhân lên. Nên khi nó đủ số lượng nó tung vào máu và bắt đầu gây cơn sốt của sốt huyết, đó là triệu chứng khởi phát đầu tiên. Thế do vậy thì trong giai đoạn đó là giai đoạn lây nhiễm. Giai đoạn đó thì mình không biết, và không biết thì bạn có thể rất khó đánh giá được rằng mình đã bị nhiễm hay chưa, đúng không? Thế và lúc đó thì mình phòng cái gì, điều trị cái gì mình chưa can thiệp được, mình chưa biết có hay không, đúng không? Thế thì rõ ràng là nếu đó, nếu bạn nghi, bạn có thể rất cần có thể đến khám sớm khi bắt đầu triệu chứng thấy hơi mệt mỏi khó chịu một chút. Thì các bác sĩ sẽ cho các bạn làm cái xét nghiệm là NS1, là xét nghiệm đánh giá virus kháng nguyên của virus trong giai đoạn sớm. Nếu phát hiện ra cái đó thì coi như bạn đã bị nhiễm virus tan rồi và ta có thể bắt đầu theo dõi điều trị sớm nhất. Còn là những ngày khi đã phát sốt, có nghĩa là giai đoạn bắt đầu phát bệnh rồi thì nó lại khác mất rồi. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Bạn Hoa Trần có hỏi là cháu tìm hiểu trên mạng thì thấy có thông tin là hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết. Vậy để phòng bệnh thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Bạn tìm hiểu trên mạng cũng khá chính xác. Thực ra thì vaccine phòng chống bệnh sốt huyết đang được nghiên cứu và đang sản xuất. Tuy nhiên thì những thử nghiệm chính thức đưa ra là chưa có thôi. Thì tôi cũng nằm trong cái nhóm nghiên cứu cùng với các chuyên gia của Australia tại Đại học Queensland. Thì hiện nay thì đang có thử nghiệm. Tuy nhiên nó rất khó như thế này. Một lúc ta có 4 tiếp đăng. Đăng 1, đăng 2, đăng 3, đăng 4. Và mỗi vụ dịch, một vụ dịch thường nó chỉ do một tiếp nó gây ra. Thế vì mình sản xuất ra một cái vaccine mà có 4 tiếp một lúc để đạt hiệu giá kháng thể phòng bệnh thì thực sự nó vẫn là thách thức đối với nhà sản xuất vaccine. Do vậy chúng ta cũng mong chờ, cũng chờ là sẽ có, thế nhưng mà nó sẽ mất thời gian nữa. Việc đầu tiên chúng ta phòng chống muỗi đốt. Muỗi là thủ phạm lây truyền và nó là con muỗi vằn hay đốt là chút chi nó hay đốt vào ban ngày và lúc trời tối thôi, chứ còn đêm nó thì không đốt được. Có đốt ban ngày thì nhiều khi các bạn ngủ ban ngày các bạn hay không mắc màn, và đôi khi các bạn ngồi chơi buổi chiều tối đánh bài hay cửa trần và nó đốt người nọ, nó đốt sang người kia, và đấy là nguyên nhân phòng tránh muỗi đốt. Và phòng nó nữa thì là người ta phải diệt cái con bọ gậy, trong Nam ta gọi con long quăng, nằm trong những cái ổ nước chứa nó nhé, thì diệt con đó và phòng chống muỗi đốt là phương pháp để nó hữu hiệu. Và đôi khi chúng ta có cái câu là không long quăng thì không sốt xuất huyết. Như bác sĩ đã chia sẻ thì việc quan trọng nhất của chúng ta hiện nay vẫn là phòng chống và diệt bọ gậy, diệt muỗi. Tiếp theo thì bạn Minh Ngọc có muốn hỏi bác sĩ là: bác sĩ ơi, bệnh sốt xuất huyết khi mới được phát hiện thì có thể chăm sóc tại nhà được không? Và khi nào thì cần nhập viện ạ? Thông thường thì 1-2-3 ngày đầu thì các bạn có thể chăm sóc tại nhà. Bởi vì giai đoạn khởi đầu nó chỉ có sốt cao, đau đầu và mệt mỏi thôi, đau người. Thì đoạn đó bạn chăm sóc tại nhà, cho ăn chứ ăn đủ dinh dưỡng, ăn lỏng và uống đủ nước. Trong vòng một vài ba ngày nếu sốt nó chưa thuyên giảm mà bệnh nhân mệt nhiều, có thể có ban và có những chấm xuất huyết nhỏ thì nên vào viện để theo dõi dự phòng giai đoạn 2, là giai đoạn hạ sốt mà hay có sốc, thì lúc đó hẳn nên vào viện. Còn nếu mà tất cả cứ sốt cái mà vào viện thì không có đủ bệnh viện để điều trị đâu. Vâng ạ. Tiếp theo thì bạn Thiên Di có hỏi là có các xét nghiệm nào giúp chẩn đoán sốt xuất huyết ạ? Mong bác sĩ giải đáp ạ. Chúng ta thấy thế này, khi người ta bị nhiễm sốt xuất huyết nhé, trong cái 3 ngày đầu thì virus nó vẫn đang còn nhiều trong máu. Đến ngày thứ 3, thứ 4, cơ thể mình bắt đầu sinh ra một loại kháng thể. Và kháng thể của mình nó có hai tiếp. Tiếp gọi là tiếp kháng thể IgM xuất hiện sớm. Và ngày thứ 3, thứ 5 nó có thể xuất hiện rồi. Và đến những ngày sau một tuần thì kháng thể lớp IgG nó xuất hiện. Do vậy, người bác sĩ khi muốn chẩn đoán xác định bằng các xét nghiệm thì phải hiểu kỹ điều này. Nếu không cho xét nghiệm nó sẽ bị chệch. Khi virus còn thì chúng ta cho một cái xét nghiệm gọi NS1, xác định kháng nguyên virus vào trong 3 ngày. Lúc đó ta sẽ bắt được đích danh con virus khi nhiễm trong máu. Nhưng những ngày thứ 3 trở đi thì xét nghiệm này gần như rất khó xác định, bởi vì lúc đó lượng virus trong máu đã giảm.
và lượng kháng thể cơ thể cho người bắt đầu sinh ra thì xét nghiệm MHC-1 ít hơn lúc còn ít giá trị. Và lúc đó ta lại phải dùng một xét nghiệm khác, gọi là xét nghiệm kháng thể. Như tôi đã nói vừa rồi, tên là hai lớp, tại lớp IgM và IgG. Thì IgM được sử dụng vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 bắt đầu có, nó có sớm. Còn IgG thì thường vào ngày thứ 7 thì nó mới có. Cho nên là thường bác sĩ hay cho trong 3 ngày đầu, người ta cho là MHC-1. Sau đó thì xét nghiệm kháng thể IgM và IgG kèm theo vào những ngày tiếp theo. Với ba cái kháng thể đó thì chúng ta sẽ bắt được nó và sẽ chẩn đoán được nó. Bạn Thiên Di thân mến, thì hiện tại thì Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Cúc có cung cấp đầy đủ tất cả các loại xét nghiệm này. Tuy nhiên thì để được biết chính xác và rõ hơn thì bạn vẫn nên đến và gặp bác sĩ để được tư vấn chính xác hơn nhé. Tiếp theo thì bạn Sói có hỏi là cháu thường nghe thấy cụm từ sốc xuất huyết. Vậy sốc xuất huyết là gì, có nguy hiểm không và có những biểu hiện như thế nào ạ? Cái cụm từ sốc xuất huyết thì nó dùng chung cho tất cả khi mất máu thì gây sốc, đúng không? Thế còn nếu mà sốc trong sốt xuất huyết thì lại cụm từ khác nhé. Nếu là sốc xuất huyết, tất cả những xuất huyết đều gây sốc mất máu, chấn thương, chảy máu bất cứ chỗ nào đều gây sốc, đây là sốc xuất huyết. Còn sốc do xuất huyết là bệnh lý khác, như ta vừa nói vừa rồi. Đầu tiên cái hai cái cụm từ đó mình phải phân biệt. Đây là bạn có hỏi là sốc với sốt xuất huyết ạ. Rồi, đấy. Thế thì sốt xuất huyết như ta nói rồi nhé. Vào cái ngày nhiệt độ nó hay tụt xuống, thành mạch bị tổn thương, tiểu cầu bị giảm, đúng không? Máu bị cô, và khi sốt huyết đó thì sốc lúc đó là sốc cho giảm lưu lượng máu lưu hành, tức là sốc máu cô đấy. Mặc dù lượng dịch nó không mất đi đâu, nhưng mà dịch ở trong máu, trong lòng mạch ấy nhé, nó lại chạy vào gian bào. Thì đương nhiên là cái lượng dịch lưu hành ở trong máu mình nó thiếu, gây nên một trạng thái là sốc do giảm khối lượng máu lưu hành do máu cô, và như vậy huyết áp tụt bệnh nhân và người ta bị sốc. Vậy thì cái hiệu này như vậy có gây nguy hiểm không ạ? Chắc chắn sốc gây bệnh nhân huyết áp có thể gây tử vong đấy, cho nên là ta phải lưu ý rằng không được để giảm khối lượng máu lưu hành xảy ra, tức là các bạn phải bù dịch từ khi rất sớm, đừng để thì cô máu, đừng để sốc xảy ra. Cảm ơn bác sĩ ạ. Bạn Linh Nguyễn có đặt câu hỏi là bạn cùng phòng cháu đang bị sốt xuất huyết, vậy cháu phải làm gì để không bị lây đi chăm sóc bạn đấy ạ? Bạn Linh Nguyễn ơi, có lẽ là bạn đã không theo dõi livestream của chúng tôi từ đầu, thì câu hỏi này thì bác sĩ đã trả lời và đã có giải đáp rồi, thì bạn có thể quay lại để xem lại cái livestream này để được cái tư vấn chính xác của bác sĩ nhé. Tuy nhiên thì tôi có thể tóm tắt lại cho bạn là để đề phòng tốt nhất thì chúng ta vẫn nên là phòng tránh muỗi đốt, và đặc biệt là khi mà ngủ ban ngày thì chúng ta cũng cần được làm màn ạ. Tiếp theo thì bạn Linh Trúc có đặt câu hỏi với bác sĩ là khi trẻ bị bệnh sốt xuất huyết, không ăn uống gì được do nôn thì chúng ta nên dùng thuốc gì và làm thế nào để hạ sốt nhanh cho trẻ ạ? Việc hạ sốt phải phụ thuộc vào trẻ sốt cao hay là sốt không cao. Khi trẻ sốt thường 39.5 trở lên thì khi việc sử dụng thuốc hạ sốt cũng mới được dùng. Thế và chúng ta thấy là có bé, các cái bé thì được sử dụng cái viên đạm paracetamol đặt vào hậu môn khi trẻ sốt cao, để cho vì lúc nó nôn thì chúng ta không uống được, nên phải có thể dán băng hạ sốt, có thể đặt cái viên đạm hạ sốt cho trẻ. Thế và khi nôn thì rõ ràng chúng ta vẫn phải đặt cái vấn đề truyền dịch cho bé. Bé không ăn được thì nó mất năng lượng, thế và thiếu dịch thì ta phải truyền và hạ sốt bằng phương pháp vật lý, làm chườm lạnh hay là lau nước ấm khi cần thiết và đặt cái đạn hạ sốt nhé, và có thể cho các bạn dán chứ không uống thì không uống được. Và cái lượng con phải tính toán cẩn thận, cái bé đó tùy theo tuổi, xin tư vấn bác sĩ để sử dụng cái lượng vừa phải, hạn chế dùng quá vì bản thân cái paracetamol nó có gây tác dụng phụ, bởi vì làm tăng men gan. Bạn Hương Giang Nguyễn có hỏi là xin được hỏi bác sĩ, lúc cháu của tôi đang trị bệnh sốt xuất huyết, tôi thấy bụng của bé rất cứng và hơi to. Khi không truyền dịch nữa thì bé có hiện tượng nôn ói và có máu bầm. Vậy tại sao lại bị như vậy? Mong bác sĩ tư vấn ạ. Nó có mấy cái lưu ý. Khi mà cái sốt xuất huyết mà mình có bù nước mà thiếu điện giải, thì đặc biệt là kali nó thiếu là cái bác sĩ bị trước. Thế nên cái này tất nhiên là khi vào viện thì bác sĩ người ta sẽ chẩn đoán dựa trên các xét nghiệm về điện giải đồ, nhưng mà ta phải lưu ý rằng khi ta bù dịch mà thiếu điện giải, đặc biệt là kali, thì nó sẽ chiếm bụng đấy, vì nó làm ì các cái cơ trơn của các đường tiêu hóa, đặc biệt cả các tim nó đập nó sẽ kém, nên bụng bị chướng nhé. Nên lưu ý cái đó, khi mà cái bé bị chướng bụng mình xem cái lượng nước mình bù nó thiếu điện giải, hoặc là có thể có sốt huyết đường tiêu hóa. Bạn Liên Lê có hỏi là bác sĩ cho cháu hỏi là sốt xuất huyết chỉ lây qua đường muỗi đốt hay còn lây qua đường nào nữa không ạ? Về cơ bản thì chúng ta thấy rồi là đường muỗi đốt. Còn các đường khác thì trừ khi bệnh nhân đang bị sốt xuất huyết có lúc mà ta lấy máu rồi chuyển cho người khác thì nó cũng lây. Nhưng cái điều kiện đó gần như không xảy ra, vì chẳng ai lấy máu người đang sốt thì chuyển cả, đúng không?
về lý thuyết thì nó có thể có. Tiếp theo thì bạn Đà Tuyến có hỏi là bé trai nhà em năm nay 12 tuổi, vừa trải qua căn bệnh sốt xuất huyết hơn 1 tuần. Và giờ thì khi ở nhà cháu thường xuyên bị ngứa trong người, nhất là sau khi tiếp xúc với nước. Vậy không biết cháu có nên dùng thuốc nào để ngừng cái tình trạng này không ạ? Thường thế này nhé, khi sốt huyết thì cái thành mạch nó bị tổn thương. Khi thành mạch tổn thương thì thành mạch bên trong bên ngoài đều tổn thương, nên nó gây cái cảm giác rất khó chịu gai gai ở ngoài da mà người ta cảm giác như là ngứa, như thực ra đó là cái kích ứng của cái thành mạch nó bị tổn thương. Thế bây giờ mà mình can thiệp gì vào đó thì tốt nhất phải dùng một số cái thuốc để tăng bền vững thành mạch thôi, còn hạn chế các thuốc khác. Bạn Dương Dương có hỏi là có phải mũi sốt xuất huyết chỉ đốt vào ban ngày không ạ? Buổi tối thì nó có đốt không ạ? Hầu hết thì là nó đốt vào ban ngày và chập tối, còn nửa đêm thì nó cũng nghỉ như mình thôi. Riêng cái mũi Aedes aegypti thì nó đốt nhiều vào ban ngày và nó chập tối 18-9 giờ thì nó ngủ. Thành ra cái đoạn mà chúng ta hay ngồi hay hoạt động nhất là lúc chúng ta lại dễ bị đốt nhất. Các bạn sẽ đánh bài, chơi bài, vừa chơi gì đó trong lúc bây giờ buổi tối mà đôi khi chả có ấy, thì kể cả ban ngày thì nó hay bị mắc, hay bị nhiễm. Tiếp theo bạn Mai Nguyễn có hỏi là bác sĩ cho cháu hỏi những người nào và lứa tuổi nào thì thường bị mắc bệnh sốt xuất huyết ạ? Cái này thì không trừ một lứa tuổi nào. Tuy nhiên thì các bé, các trẻ em cũng rất hay bị sốt xuất huyết. Chúng ta thấy rằng các bé họ chưa có một tí miễn dịch nào đối với sốt xuất huyết. Cho nên các em bé trẻ em này là cái nhóm mà mắc sốt huyết nhiều. Mặc dù là cái tiếp xúc của các bé không nhiều nhưng mà đây là cái nhóm miễn dịch nó chưa có. Thế và thứ hai là đôi khi các cháu chơi thì nó cũng không rất tự do, nó cũng phải tự phòng tránh. Cho nên là miền Bắc chúng ta thì thấy người lớn nhiều, như trong các tỉnh phía Nam, nhất là trong Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Nhi Đồng, chúng ta thấy rằng dày đặc thành rất đông các cái bé bị sốt xuất huyết. Bạn Dương Ca có hỏi bác sĩ là trẻ em thì bù Orezon bao nhiêu là đủ ạ? Cái này chúng ta phải tính một người bao nhiêu cân thì bù nước bao nhiêu. Và từ đường nước đó thì các bạn tính ra các bạn pha với Orezon một gói nước nhỏ hay gói to, thì gói to ta có thể pha một lít nước chẳng hạn. Thì cái lượng nước mình bù, cái lượng đó vào trong bệnh nhi. Cảm ơn bác sĩ đã có thể chia sẻ rất là hữu ích trong cái buổi trò chuyện trực tuyến ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị các bạn, hiện tại thì tôi vẫn còn tiếp tục nhận được rất là nhiều câu hỏi nữa. Tuy nhiên do thời lượng chương trình có hạn nên là chúng tôi xin phép được kết thúc chương trình tại đây. Tuy nhiên thì nếu quý vị các bạn có những câu hỏi thì vẫn có thể tiếp tục gửi comment hoặc inbox về cho chúng tôi và bác sĩ Thành sẽ giúp chúng ta giải đáp những vấn đề này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình livestream lần sau.